Xin chào quý vị và các bạn đã đến với ô cửa tuổi xanh, không gian trò chuyện kết nối thế giới tuổi tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong một tập thể thì luôn luôn có rất nhiều cá tính khác nhau. Phần lớn thì các bạn có thể vui vẻ, hòa đồng. Tuy nhiên thì tập thể nào cũng có ít nhất một bạn sẽ thu mình và ngại giao tiếp với mọi người. Nhiều người thì thường hay nhầm lẫn giữa nhút nhát và hướng nội. Vậy thì thật sự có phải như vậy không? Hãy cùng ô cửa tuổi xanh ngày hôm nay bàn luận về chủ đề này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai vị khách mời. Xin được giới thiệu bạn Phạm Huyền Mỹ, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long. Em xin chào cô Sơn, em xin chào chị Ánh, em xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Xin được giới thiệu chị Phạm Minh Sơn, CEO hệ thống trung tâm đào tạo kỹ năng ở Wigan. Vâng, xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình và rất là vui được đồng hành cùng với MC Nguyệt Ánh cũng như bạn học sinh trong chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên mà Nguyệt Ánh muốn đặt ra cho hai vị khách mời là hai vị khách mời tự nhận định mình là người hướng nội hay là hướng ngoại và tại sao lại có nhận định như vậy ạ? Huyền Mỹ. Em cảm thấy em là một người hướng nội. Thật ra thì có một cái test tính cách rất là nổi tiếng ở dạo gần đây, đó chính là MBTI. Thì trong cái test này, trong cái bài kiểm tra này thì cái kết quả của em là đầu Y, tức là introvert, tức là người hướng nội. Và em cũng cảm thấy cũng đúng với bản thân mình, bởi vì em thường thích, so với việc là đi ra ngoài, đi vui chơi ở những nơi đông người, thì em thích dành thời gian cho bản thân và những người xung quanh mình nhiều hơn. Em thích những nơi yên tĩnh hơn. Nên là em cảm thấy có vẻ như là em là người hướng nội ạ. Dạ vâng, vậy còn chị Sơn thì sao? Chị Sơn nhận định mình là người hướng nội hay là hướng ngoại ạ? Như Huyền Mỹ thì mình cũng đã từng làm bài test MBTI cách đây cũng khoảng 10 năm rồi, cũng không phải mới đâu. Đó là một cái bài test rất là nổi tiếng của tiến sĩ tâm lý học Carl Jung. Ngày trước thì mình cũng nghĩ mình là hướng ngoại, nhưng mà sau đó một thời gian thì mình thấy mình lại hướng nội. Thì sau đó thì mình có đi tìm hiểu thì mình thuộc tuýp người là vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Sau đó một khoảng thời gian thì mình có tìm hiểu thì mình thuộc tiếp người là vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Có những lúc mình rất là sôi nổi, hoạt động với các anh chị em đám đông, bạn bè rất là sôi nổi, vui vẻ. Nhưng có những lúc mà mình chỉ thích một mình thôi, thích nghiên cứu, thích ở nhà, thích một mình chăm hoa, chăm cây, chăm cối, chăm cây cảnh. Đó. Thì mình về sau mình tìm hiểu ra là mình thuộc tiếp vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Vậy thì hai vị khách mời của chúng ta thì có thể có vẻ là mang hai chiều hướng khác nhau. Tuy nhiên thì vẫn có một chút tương đồng, đó là đều là những người mà có một chút hướng nội. Vậy thì chị muốn hỏi Huyền Mỹ là theo em thì người hướng nội là người như thế nào? Em nghĩ là người hướng nội thì là những người mà thích tập trung năng lượng và thời gian cho những cái hoạt động nội tâm như kiểu là suy nghĩ, tưởng tượng hay là sáng tạo. Và tức là so với cái những cái việc phải ra ngoài và vui chơi ở những nơi đông người thì họ sẽ thường cảm thấy thoải mái hơn khi mà ở bên cạnh những cái người mà họ thân thiết hơn, những người gần gũi với mình hơn ạ. Dạ vâng, còn theo chị Sơn thì người hướng nội là người như thế nào ạ? Mình khái quát quá một chút thì đó là hướng nội thì là hướng vào bên trong, là những người mà họ thích là hướng vào bên trong, tìm hiểu thế giới về nội tâm, rồi về con người, về bản chất con người, về những tính cách, xu hướng, về tâm lý học hay là về những sự vật, sự việc một cách gọi là có chiều sâu hơn. Thì thường họ đa số những người hướng nội thì họ thích làm việc một mình, họ thích những không gian riêng mà ở đó họ có thể tự gọi là một mình chiêm nghiệm, trải nghiệm cuộc sống và suy ngẫm gì đó. Thường thì họ sẽ thích một mình nhiều hơn. Đó, thì đấy là một cái xu hướng một người hướng nội. Vừa rồi thì hai vị khách mời có nhắc đến cái việc là người hướng nội thì là người hướng vào bên trong và thường thì sẽ muốn một mình và muốn làm mọi thứ một mình. Vậy thì trong cuộc sống thì người hướng nội có thể gặp những cái bất lợi như thế nào? Theo Huyền Mỹ. Theo em thì bởi vì là họ là người họ thích cái sự một mình hơn, họ thích hướng vào bên trong hơn. Hay là so với người hướng ngoại thì có vẻ như là cái khả năng quảng giao, cái khả năng giao tiếp của họ sẽ gặp bất lợi hơn một chút chẳng hạn. Và có thể là họ sẽ gặp một chút lúng túng khi để bắt đầu một cuộc trò chuyện mới với một người xa lạ. Hay là ở trong một cái môi trường toàn những người xa lạ thì họ sẽ gặp khó khăn hơn so với người hướng ngoại khi mà muốn làm quen và hòa nhập cùng với mọi người. Nhưng mà em nghĩ là mặc dù là họ có thể gặp khó khăn nhưng mà không có nghĩa là họ không làm được so với việc rụt rè và nhút nhát ạ. Dạ vâng, đó là ý kiến của Huyền Mỹ, còn ý kiến của chị Sơn thì sao ạ? Theo mình thì người hướng nội sẽ gặp một số cái bất lợi trong cuộc sống. Đó là thứ nhất là về trong quá trình mà giao tiếp xã hội hàng ngày thì việc là chúng ta hay đánh giá cái việc một người giao tiếp giỏi cũng như là khéo léo thông qua cái việc là khả năng ăn nói linh hoạt, rồi thì trong quá sự nói chuyện mà kết nối được với nhiều người, tạo sự vui vẻ và duy trì câu chuyện. Thì cái người hướng nội thì không phải lúc nào họ cũng có thể là muốn nói chuyện với tất cả mọi người hay là với nhiều người, mà thường thì người hướng nội sẽ có xu hướng là họ sẽ giao tiếp với những người mà họ mong muốn giao tiếp, họ muốn nói chuyện với những người gọi là cùng tư duy, cùng một cái phong cách
chứ không phải là họ có thể giao tiếp, ai họ cũng có thể giao tiếp một cách đại trà nhiều giống như người hướng ngoại, thì ai cũng có thể chơi, ai cũng có thể vui. Như bạn cũng có thể, Ánh hay Huyền Mỹ có thể quan sát có những cái bạn nhỏ đúng không ạ, bạn ấy có thể là ai bạn cũng có thể nói chuyện được và giống như là việc thân cận rất là vui, rất là gần đó. Còn những có những cái bạn mà ban đầu thì bạn ấy cần phải quan sát một chút, bạn ấy hơi trầm lặng một chút, bạn ấy nhìn một chút thì sau đó thì bạn mới hòa nhập vào cái câu chuyện đó. Thì có những cái người họ hướng nội thì không phải là họ sẽ gặp bất lợi về việc là trong những cái vấn đề giao tiếp hàng ngày thì thường là họ sẽ có chọn lọc hơn, thì thường hay bị nói là cô bé này rụt rè, bạn học sinh này hơi nhút nhát, hơi thiếu tự tin đó. Thì cái sự bất lợi đầu tiên là về quá trình giao tiếp. Thứ hai là trong cuộc sống đi, thì người ta hay nói rằng là mồm mép đỡ chân tay. Những cái bạn mà hướng ngoại thì bạn ấy hay thông qua những cái lời nói thì bạn ấy sẽ được mong mồm mong miệng hơn, thì bạn sẽ được mọi người giúp đỡ nhanh hơn, nhiều hơn, thì công việc của bạn ấy cũng được hanh thông hơn, nhanh hơn so với người hướng nội. Khi mà người hướng nội luôn có xu hướng là phải tự tìm tòi, tự chiêm nghiệm, tự nghiên cứu, đôi khi các bạn ấy ngại trong quá trình mở lời ra để giao tiếp, để hỏi chuyện, thì cái việc là cái sự giúp đỡ mọi người cũng không biết thế nào để giúp đỡ. Thêm một cái điều nữa là người hướng nội thì đôi khi là cái việc là các bạn rất là dễ trong vấn đề mâu thuẫn nội tâm, bởi vì bạn ấy thường là ít chia sẻ, nên là đôi khi nếu các bạn ấy ít chia sẻ và không gặp được cái người mà có thể đồng hành cùng bạn đấy thì bạn ấy rất là dễ bị luẩn quẩn quanh trong cái suy nghĩ của bạn đấy và hơi bị cô độc, hơi bị cô đơn đó. Đấy là một số cái bất lợi đối với bạn hướng nội. Vừa rồi thì cả hai vị khách mời đều đề cập đến cái việc là người hướng nội thì sẽ gặp bất lợi trong cái việc giao tiếp hàng ngày. Vậy thì nhưng mà Nguyệt Ánh nhận thấy rằng là Nguyệt Ánh có một người bạn và bạn ấy bị một cái tâm lý là bạn ấy luôn luôn lo sợ, bạn ấy sợ hãi khi mà phải đến những chỗ đông người và bạn ấy phải khi mà bạn phải gồng mình lên để giao tiếp với người khác và bạn ấy cho rằng là mình là một người hướng nội. Thì thực sự là cái quan điểm đấy nó có đúng không ạ? Xin mời Nguyệt Mỹ. Em thì em không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn. Tức là đối với em thì cái việc mà sợ hãi giao tiếp, sợ hãi đến mức như thế thì nó nên được gọi là nhút nhát hoặc là rụt rè hơn. Còn có thể là cái bạn ấy cũng là một người hướng nội và cái sự hướng nội đấy có chi phối lên cái khả năng giao tiếp của bạn ấy. Nhưng mà theo em thì một người hướng nội thì vẫn có thể có khả năng giao tiếp tốt, hòa nhập với mọi người, chứ không phải là luôn luôn sợ hãi và co cứng thu mình lại như thế ạ. Chị Sơn có đồng tình với quan điểm của Huyền Mỹ không ạ? Mình thì có đồng tình nhưng cũng có mở rộng quan điểm của Huyền Mỹ. Đúng như là Nguyệt Ánh cũng có chia sẻ là có những cái bạn mà bạn là người hướng nội ấy, thì việc mà bạn ấy bắt buộc bạn ấy phải ra ngoài cuộc sống xã hội và những nơi đám đông để giao tiếp, nói chuyện thì nó đi trái ngược lại với cái năng lượng cũng như là cái nhu cầu mong muốn của bạn ấy cũng như là sở thích tính cách của bạn ấy. Nó làm cho bạn ấy bị kiệt sức khi mà phải giao tiếp với quá nhiều người vì bạn ấy nó đang đi trái ngược với cái môi trường của bạn ấy. Thì đấy là một cái mình đồng ý với Nguyệt Ánh và mình cũng đồng ý với cả Huyền Mỹ. Thì cũng có những cái tip người mà không hẳn bạn ấy là người hướng nội mà đôi khi chỉ là vì bạn ấy nhút nhát, bạn ấy còn rụt rè, bạn ấy chưa va vấp nhiều trong những môi trường mà đám đông đông người thì bạn ấy ngại mở lời và bạn ấy không biết bắt đầu một câu chuyện cũng như duy trì một câu chuyện như thế nào. Thì đấy là do về tính cách cũng như là do sự va chạm trong cuộc sống thì bạn ấy bị nhút nhát thôi, chứ không phải là bạn chưa chắc bạn ấy là người hướng nội đó. Thì cái tip này là nó chúng ta chưa thể nói rất là rõ ra là đấy là thật sự là người hướng nội hay không đó. Vâng, vậy thì hướng nội và nhút nhát rụt rè thì nó có sự khác biệt như thế nào ạ? Theo Huyền Mỹ. Theo em thì hướng nội thì như chúng ta đã định nghĩa từ đầu chương trình là họ hướng về bên trong, họ thích tập trung vào các hoạt động nội tâm của họ. Còn nhưng mà em nghĩ là cái sự khác biệt lớn nhất trong giữa người hướng nội và người hoàn toàn nhút nhát là đó, như em đã nói là người hướng nội theo em vẫn có thể có khả năng giao tiếp, vẫn có thể chia sẻ về bản thân và trong một cộng đồng xa lạ thì họ vẫn có thể hòa nhập được, chỉ là so cái thời gian để hòa nhập so với người hướng ngoại thì nó lâu hơn một chút. Còn với những người rụt rè, những người nhút nhát thì họ thường có xu hướng là thường thu mình lại và thường cảm thấy sợ hãi khi mà phải va chạm với những cái mối quan hệ xa lạ hoặc là với những người lạ hoặc là ở nơi đông người, hoặc ngay cả lấy ví dụ thôi như là khả năng trình bày thuyết trình trước đám đông. Thì em nghĩ là người hướng nội có thể hoàn toàn vẫn có thể làm việc đấy qua cách luyện tập. Còn những người mà hoàn toàn rụt rè, khi mà mình đã dùng từ rụt rè rồi thì thường họ sẽ gặp khó khăn, họ sẽ trắc trở lúng túng trong những cái công việc như vậy hơn ạ. Dạ vâng, vậy thì còn ý kiến của chị Sơn thì sao? Chị Sơn nhận thấy rằng là người hướng nội và người rụt rè thì nó có sự khác biệt như thế nào? Người hướng nội ấy, thì đã nói rằng là về việc là hướng nội là hướng về bên trong nội tâm của bản thân mình, tìm hiểu về con người mình, cá tính, sở thích của mình. Thì cái việc người hướng nội là họ là một người tự tin.
chứ không phải là họ là một người rụt rè. Bản thân một người tự tin thì họ là một người hiểu bản thân mình. Đầu tiên là muốn trở thành một người tự tin thì mình phải hiểu bản thân mình đã. Hiểu bản thân mình là cái tiên quyết đầu tiên để mình có thể biết được rằng điểm mạnh, điểm yếu, năng lực, xu hướng, tính cách của mình như thế nào. Thì đấy là một cái phần mà cái người hướng nội họ sẽ hiểu về bản thân họ. Thì điều đó đã cấu thành đến sự tự tin từ bên trong của họ rồi. Đó, thì cái việc là người hướng nội thì họ tự tin nhưng họ không có xu hướng hay họ không có nhu cầu để giao tiếp với những cái người đám đông gọi là xa lạ hay là những cái người mà họ không cùng cái tư duy hay không cùng cái chủ đề nói chuyện chẳng hạn. Đấy, chứ không phải là họ không có cái khả năng bắt chuyện, không có khả năng duy trì câu chuyện hay là không có khả năng gọi là tập trung thu hút đám đông hay không có khả năng nói trước đám đông, mà thực sự là họ có, chẳng qua là họ chọn cái thời điểm nào họ bộc lộ điều đó ra, ở môi trường nào, ở bối cảnh nào để có thể thu hút nói chuyện. Và đặc biệt là những người hướng nội thì là những người đa số họ đều rất là sâu sắc, vì họ hiểu, mà họ hiểu rất là sâu về bản chất con người, họ hiểu về bản thân mình, nên những câu chuyện của họ thường có chiều sâu hơn, những câu chuyện của họ thậm chí còn thu hút hơn so với những người mà hướng ngoại đó. Thì đó, thế là người hướng nội thì không phải là họ là người rụt rè, mà đơn giản là họ chưa muốn bộc lộ và thể hiện, hoặc cái môi trường đó nó chưa phù hợp để cho họ cần có thời gian một chút để họ nghiên cứu kỹ đã. Họ thường là chậm mà chắc. Còn người mà rụt nhút nhát rụt rè thì nó lại là do về cái việc là tính cách và tâm lý thôi. Là mặc dù họ có hướng nội hướng ngoại chắc nữa thì họ nhút nhát rụt rè thì họ sẽ luôn luôn rụt nhút nhát rụt rè. Đó là do về tính cách của mình rồi, thì họ sẽ có sự khác nhau là như thế. Thì dù ở môi trường nào thì họ cũng nhút nhát thôi. Đó, nếu đó là người rụt rè. Vậy thì làm thế nào để các bạn trẻ có được một cái nhận định đúng đắn là bản thân mình là người hướng nội hay là người rụt rè nhút nhát thì có thể cải thiện được bản thân ạ? Cách mà các bạn học sinh có thể làm đó, thứ nhất là mình có thể thông qua việc tìm hiểu bản thân mình thông qua những cái bài test trắc nghiệm về xu hướng tính cách tâm lý, để mình hiểu xem là cái mô típ tính cách của mình thuộc về hướng ngoại hay hướng nội, hay là người vừa hướng ngoại vừa hướng nội, để mình hiểu được sơ bộ về cái xu hướng tính cách của mình đã. Tại vì để mà hiểu con người, chúng ta luôn luôn nên tìm hiểu về chính mình mà, thì mình phải hiểu được về mô típ tính cách của bản thân mình như thế nào để mình hiểu và mình lý giải được những cái hành vi của mình sau đó. Tiếp theo là cái việc là các bạn có thể thông qua những cái người có chuyên môn nhé, chứ không phải là những người đôi khi gia đình, bạn bè, mọi người không đi vào chuyên môn về tâm lý hay tính cách, thì mọi người thường hay nhận định dựa trên cái nền tảng cơ sở nhìn thấy cơ bản, thì mọi người thường hay đưa ra những cái quyết định mà hơi chủ quan của mình. Thì hãy tìm tới những người có chuyên môn để có thể là họ tư vấn cho mình, họ chia sẻ cho mình để mình hiểu xem mình là người hướng nội hay là người nhút nhát rụt rè. Còn các bạn mà có một cái cách nữa, đó là chúng ta hãy thử, những người hướng nội đấy các bạn hãy thử đi. Ví dụ nếu bạn thực sự là một người tự tin và bạn muốn tham gia vào một cái môi trường hay là muốn kết nối bạn mới, thì mình có thể là sắp xếp chuẩn bị gì đó, mình chọn những người bạn. Ví dụ cô Sơn ngồi đây có thể đang ngồi với cả Nguyệt Ánh và Huyền Mỹ, thì mình hợp với gu Huyền Mỹ hơn chẳng hạn, cũng là người hướng nội đúng không ạ? Thì có thể là chúng ta thử nói chuyện với cái người mà chúng ta có cái cảm mến ban đầu, sau đó chúng ta thử xem là cách chúng ta nói chuyện cũng như duy trì câu chuyện của chúng ta làm cho cái người đối diện họ có cảm mến mình không, họ có muốn tiếp tục nói chuyện với chúng ta không. Và chúng ta thử xem là cái khả năng giao tiếp của mình như thế nào. Thì đó là một cái cách mà chúng ta, cái người hướng nội ấy, họ có thể thử trải nghiệm để mình hiểu xem là mình có phải là người hướng nội hay là người nhút nhát. Còn bản thân người nhút nhát thì dù có là Huyền Mỹ, hợp gu hay là Nguyệt Ánh thì cũng sẽ rất là khó mở lời thôi. Đó ạ. Thì đấy là cái sự mà đối với các bạn học sinh, các bạn có thể thử như vậy. Ngoài ra thì mình cũng có thể thử những thử tham gia vào những cái cuộc thi hay là những cái lần mà mình có thể đứng trước nói trước đám đông hay sự thu hút được trước đám đông, để mình xem rằng là lần đầu tiên mình làm như vậy thì mình ngoài cái sự lo lắng run run ban đầu ra, thì sau đó thì mình có cảm giác là mong muốn làm lần đó, làm lại cái điều đó không. Nếu mình cảm thấy mình mong muốn làm lại điều đó thì thực sự mình không phải là người nhút nhát đâu, mà mình là người gì ạ? Mình đang là người hướng nội, và mình đang chọn thời điểm, mình đang chọn bối cảnh, mình đang chọn cái người bạn đám đông để cùng tư duy tư tưởng với mình để mình xuất hiện thôi. Đó ạ. Vậy thì các bạn mà nhút nhát rụt rè thì có thể làm như thế nào để bản thân có thể tự tin hơn ạ? Theo Huyền Mỹ. Em nghĩ là đối với những bạn nhút nhát rụt rè thì cần phải kiểu nhìn nhận lại bản thân, mình có những cái điểm mạnh gì và những điểm yếu gì. Điểm mạnh thì mình sẽ phát huy những cái điểm mạnh đó, và điểm yếu thì mình sẽ khắc phục dần dần. Và có thể có nhiều cách, như kiểu là luyện tập kỹ năng giao tiếp bằng những cái bài thuyết trình trước đám đông, như kiểu đơn giản thôi là cơ hội trên lớp, hay là nếu mà chưa sẵn sàng cho việc đấy thì có thể luyện nói trước của mình ở nhà, hoặc thậm chí thì có
một cách tốt hơn là tìm đến những cái lớp học kỹ năng mềm với những cái chuyên gia mà họ có chuyên môn thì họ sẽ giúp mình định hướng hơn. Và quan trọng nhất là hãy tin tưởng vào bản thân của mình, hãy tin tưởng vào cái khả năng, năng lực của bản thân. Thì từ đấy khi mà mình đã có niềm tin rồi thì cái sự rụt rè, cái sự nhút nhát của mình nó sẽ dần được xóa bỏ đi ạ. Lời khuyên của chị Sơn dành cho các bạn nhút nhát rụt rè như thế nào, là như thế nào để các bạn có thể vượt lên chính bản thân mình ạ? Đây thực sự là một cái câu hỏi rất là hay, bởi vì nó đi đúng vào cái việc mà những cái khóa học ở trung tâm bên mình đang triển khai cũng khoảng được 10 năm về cái xu hướng, về cái việc giúp làm sao các bạn ấy có thể cải thiện được sự tự tin của bản thân mình. Và nó cũng được gọi là những cái khóa học mà gọi là đặc sản, gọi là trọng yếu tại trung tâm mình. Thì cái việc đầu tiên mình phải hiểu rằng là cái muốn có tự tin ấy thì phải cần có niềm tin. Và cái sự niềm tin đấy là do chính bản thân mình xây dựng cho chính bản thân mình trước đã. Thì đầu tiên là muốn có niềm tin thì mình phải tin tưởng vào bản thân mình. Và muốn tin tưởng vào bản thân mình thì mình đầu tiên là mình phải giữ lời hứa với chính mình đã. Ví dụ như là hôm nay mình hứa là mình ăn kiêng, là mình phải ăn kiêng. Thì cái việc là mình có những cái niềm tin nho nhỏ nó cứ lấp đầy dần thì nó sẽ tạo ra những cái cơ sở niềm tin, một cái hệ thống niềm tin vững chắc cho chính mình và tâm lý của mình tin vào chính mình đã. Sau đó thì mình mới gọi là tự tin dần dần lên được. Đó ạ. Cái thứ hai là tác động từ cái việc là sự tác động từ bên ngoài. Ví dụ như là ba mẹ hay là môi trường xung quanh, chúng ta cần phải trao cho những cái người như vậy, những người mà còn đang rụt rè nhút nhát như vậy, những cái câu nói, những cái sự ghi nhận, những cái sự khẳng định, làm cho tâm lý của họ vững chắc hơn, họ sẽ tự ghi nhận chính bản thân mình. Ví dụ như khi mà Huyền Mỹ chẳng hạn, mà mình đi thi mà điểm nó chưa được tốt như cái mong đợi của con, thì có thể là ban đầu là bản thân ai cũng thế thôi, mình đi thi thì mình cũng sẽ mong muốn có những cái kết quả như mình mong đợi. Nhưng mà khi mà nó không được như mong đợi mà mình đã buồn sẵn rồi, mà những người xung quanh cũng đưa ra những cái câu nói mang tính chất là không có tính chất là cổ vũ khích lệ hay là động viên hay là sự ghi nhận ấy, thì cũng vô hình chung sẽ làm cho chúng ta hoài nghi ở bản thân. Và khi mà chúng ta đã hoài nghi ở bản thân rồi, cái sự nghi ngờ đấy lâu dần nó sẽ ở trong tâm trí chúng ta, nó ở trong tâm lý của chúng ta, làm cho chúng ta sẽ luôn luôn lo sợ, là sợ làm sai, sợ không tốt, sợ không đủ tốt, sợ ảnh hưởng tới mọi người, và nó làm hạn chế cái việc là các bạn ấy sẽ thể hiện bản thân, tự tin thể hiện bản thân ra bên ngoài. Chính vì thế cái yếu tố thứ hai đó là về sự ghi nhận. Đầu tiên là chúng ta phải có niềm tin vào bản thân mình và xây dựng niềm tin bằng cách giữ lời hứa. Thứ hai là phải có sự ghi nhận chính bản thân mình hàng ngày. Đó, từ cái nhỏ thôi. Và đặc biệt là trong xã hội bây giờ, là khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta rất là không bằng mọi người, nếu mà chúng ta mở mạng xã hội ra thì chúng ta phải biết chấp nhận và ghi nhận là hôm nay thực sự tôi đã làm tốt điều này, hôm nay tôi đã tốt hơn ngày hôm qua một chút rồi. Thì lâu dần những cái điều ghi nhận và cái sự tự tin đấy, cái niềm tin đấy nó cứ lấp đầy dần, nó chui rèn cho một con người một cái nội lực, và làm cái nội lực đấy làm cho con người ta tự tin dần lên. Đấy là cái bên trong. Còn yếu tố bên ngoài thì như Huyền Mỹ đã chia sẻ, là chúng ta học những cái lớp về kỹ năng mềm, học về cái cách mà chúng ta giao tiếp ăn nói, có những cái môi trường để chúng ta thực hành cho từ dần dần lên, thì điều đấy cũng sẽ giúp cho chúng ta dần dần cải thiện và tự tin hơn trong quá trình giao tiếp nói chuyện cho đám đông. Vừa rồi thì là đối với những cái bạn mà rụt rè nhút nhát, và bây giờ thì chúng ta có thể quay trở lại với những người hướng nội. Thì Nguyệt Ánh có một cái câu hỏi Nguyệt Ánh rất thắc mắc, là người hướng nội thì có thể trở thành người hướng ngoại được không ạ? Theo Huyền Mỹ, em nghĩ là cái việc mình là người hướng nội hay là người hướng ngoại, nó sẽ không phải là hai lựa chọn để chúng ta lựa chọn. Mà nếu mà chúng ta nhận thấy, cảm thấy bản thân, chúng ta hiểu bản thân là người hướng nội hay hướng ngoại, nếu là người hướng nội thì hãy hiểu và tôn trọng điều đấy, hãy chấp nhận điều đấy và tôn trọng điều đấy, thay vì kiểu gồng gánh bản thân là mình phải trở thành người hướng ngoại, mình hôm nay mình phải đi ra giao tiếp, nói chuyện, cười nói với mọi người. Thì em nghĩ là đấy không phải là điều mà chúng ta nên làm. Và thứ hai là mình có thể tìm những cái môi trường phù hợp với bản thân mình, những cái để đáp ứng những cái nhu cầu của bản thân, dù mình là người hướng nội hay người hướng ngoại. Và ngoài ra thì đó, thì vẫn quay trở lại câu chuyện là chúng ta vẫn luôn cần cải thiện kỹ năng giao tiếp, dù là người hướng nội hay người hướng ngoại, thì mình vẫn luôn kiểu cố gắng cải thiện bản thân mình mỗi ngày trên đủ mọi phương diện phẩm chất vốn sống. Thì đó, em nghĩ là cho dù mình là người hướng nội hay người hướng ngoại thì hãy luôn hướng đến cái sự cải thiện bản thân mình tốt hơn, thay vì là gồng gánh bắt ép mình vào một cái khuôn khổ nào đấy ạ. Còn lại ý kiến của chị Sơn thì sao ạ? Khi mà đưa ra khái niệm người hướng nội thì sẽ có khái niệm người hướng ngoại
và cũng có khái niệm đó là người vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Thì câu hỏi của Nguyệt Ánh đưa ra là vậy thì người hướng nội thì có trở thành người hướng ngoại được không? Thì câu chuyện tất cả mọi thứ đều do các bạn lựa chọn. Lựa chọn xem rằng là chúng ta sẽ trở thành ai do chúng ta lựa chọn. Và cũng do cái bối cảnh bên ngoài, môi trường cũng tác động vào dần dần. Thì thường như cá nhân mình chia sẻ như ban đầu mình nghĩ mình là người hướng nội. Sau đó thì mình lại người hướng ngoại. Sau đó thì bây giờ mình thấy rằng mình là vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Thì đó là gì ạ? Do cái bối cảnh ban đầu thì mình không có cái môi trường để va chạm nhiều, tương tác nhiều. Mình cũng ít cái cơ hội thì mình thấy là mình cứ quanh quẩn một mình thôi. Trong một cái số cái vòng tròn bình thường hàng ngày mình làm thì nó cứ lặp đi lặp lại nhiều. Nhưng sau khi mà có những cái môi trường công việc nó bắt buộc mình phải quảng giao nhiều hơn, phải đi giao tiếp nhiều hơn, phải nói chuyện nhiều hơn với phụ huynh học sinh cũng như là làm với các dự án, các đơn vị. Thì mình thấy rằng là mình phải học những kỹ năng giao tiếp, học những kỹ năng nói chuyện hay là học những kỹ năng nói trước đám đông. Thì cái việc là mình dần dần mình chui rèn được những cái khả năng giao tiếp của những người hướng ngoại, khả năng hoạt náo của những người hướng ngoại. Và bây giờ thì như mình thấy, cá nhân mình thôi, mình chia sẻ từ cá nhân mình thì mình thấy rằng là có những cái lúc mà mình cần năng lượng của sự hướng ngoại thì mình sẽ chuẩn bị tâm lý rằng là ngày hôm nay mình cần năng lượng để với những người đông người đấy mình cần hướng ngoại thì mình sẽ hướng ngoại. Còn có những lúc mà mình kiệt sức rồi, mình mệt mỏi rồi, mình cần có những cái lúc mà là an tĩnh để có thể là tự chăm sóc tinh thần cho bản thân mình thì mình sẽ hướng nội và mình sẽ chọn cái không gian một mình ở nhà đọc sách, ngắm hoa ngắm cả quả gì đó để mình cảm thấy yên ổn hơn. Thì câu trả lời của Nguyệt Ánh là người hướng nội có trở thành người hướng ngoại được không thì đó là do lựa chọn của họ, do bối cảnh của họ quyết định xem là họ sẽ làm như thế nào. Nhưng về cơ bản thì tính cách của chúng ta sẽ không có xu hướng thay đổi mấy đâu, chẳng qua chúng ta sẽ lựa chọn để chúng ta lấy một cái phần nào đó để chúng ta thích hợp với, thích nghi với cái bối cảnh bên ngoài chúng ta thôi. Còn miễn làm sao mà dù hướng nội hướng ngoại chúng ta vẫn luôn luôn cảm thấy tự tin vào chính mình thì mình cảm thấy là đều khá là ổn hết. Cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình. Hy vọng rằng sau chương trình ngày hôm nay thì các bạn nhút nhát, sụt rè thì sẽ có thể có những cái biện pháp để có thể vượt lên chính bản thân mình. Và các bạn hướng nội thì sẽ có thể cân bằng được cuộc sống của chính mình. Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời rất nhiều. Các bạn thân mến, việc nhận biết bản thân mình là người hướng nội hay nhút nhát là điều vô cùng quan trọng. Nếu như các bạn là người nhút nhát thì các bạn có thể củng cố niềm tin vào bản thân mình mỗi ngày hoặc là có thể tìm đến các chuyên gia tâm lý giáo dục để có thể nhận được sự hỗ trợ. Dù các bạn là người hướng nội hay là hướng ngoại thì điều quan trọng nhất là các bạn luôn tự tin và thoải mái với chính bản thân mình. Chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Bạn và tôi đôi khi có những lúc hay hờn dỗi và đôi khi có những lúc bạn cùng tôi sẽ chia vui buồn để cho những ngày bên nhau thắm tươi. Rồi ngày mai khi con tim của tôi đã rời xa là lúc tôi biết có bạn cùng tôi sánh vai trên đường đời, cùng nhau ta vững bước tới tương lai. Dù khó khăn đổi thay tôi vẫn luôn tin rằng chỉ cần có tình yêu chân thành, cùng nắm tay vượt qua bao nhiêu gian khó, cùng quyết tâm cho ngày mai. Tôi sẽ cháy trong tim tình yêu, tràn đầy nhiệt huyết ước mơ bay xa. Trong tình yêu quê hương có đồng xanh thơm hương mây trời đưa đường dẫn lối. Tôi chỉ khát khao đem niềm tin hòa cùng lời ca.